Hi, xin chào tất cả các học sinh thân mến. Cô là Thùy Dương, giáo viên phòng 247. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập bài giải hoạt động hóa học của kim loại. Bài tập số 1. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần? Mình có các đáp án là A, B, C, D và E. Bây giờ cô sẽ trình chiếu lại cho các em cái dãy hoạt động hóa học. Kali, natri, bari, canxi, magie, nhôm, kẽm, sắt, niken, thiết, chì, hydro, đồng, thủy ngân, bạc, vàng. Để thuộc được cái dãy này thì đọc câu thần chú: khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Âu. Nghe thử chưa nhờ? Cô đọc lại ha. Khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Âu. Và như vậy, khi mà mình đọc xong cái dòng đó, mình viết được cái dãy hoạt động hóa học rồi, thì kem dò lên trên này thì kem nhận thấy là chỉ có dãy C là đồng, sắt, kẽm, nhôm, magie, can, kali. Như vậy nó phải ngược lại đúng không? Nó phải ngược lại vì đây là chiều hoạt động hóa học giảm dần. Như vậy mình phải viết ngược lại. Như vậy thì kali nó phải nằm cuối cùng đúng không? Để ý một chút. Kali nó là một kim loại rất là mạnh nên nó phải là xếp ở cuối dãy, bởi vì đề nó bảo là theo chiều hoạt động hóa học tăng dần đúng không? Vậy kali nó phải nằm cuối cùng. Mà trong các cái đáp án này em thấy kali nó nằm ở những cái vị trí đó là không đúng. Và khi các em nhìn hết một cái dãy này chỉ có đáp án C, kali đứng cuối cùng. Như vậy mình chọn được đáp án là đáp án C. Như thế nào? Mình không cần phải tốn thời gian mình ngồi mình dò các cái vị trí nữa. Các em chỉ nhìn cái điểm mấu chốt thôi. Mình sẽ loại được các cái đáp án kia và mình chọn được đáp án C. Mình chọn đáp án C nhé. Bài tập số 2. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giải thích và viết phương trình phản ứng. Mình có các kim loại là sắt, kẽm, đồng và magie. Lẫn tạp chất, như vậy tạp chất là những thứ mà người ta muốn loại đi, loại bỏ đi, đúng không? Mà muốn loại bỏ đi á thì phải loại bỏ dạng gì? Dạng kết tủa. Đúng không? Bây giờ mình có các cái kim loại này, mình muốn nó chỉ hoàn toàn chỉ có chứa kẽm sunfat thôi thì mình phải dùng gì? Phải dùng cái kim loại tương ứng với nó. Vậy là mình sẽ sử dụng kẽm. Kẽm nó sẽ đẩy đồng ra ngoài và đồng kết tủa mình lọc bỏ đi. Vậy là chúng ta lại thu được thêm cái dung dịch kẽm sunfat. Yeah, cụ thể như này các em. Cô cho kẽm vào thì kẽm phản ứng với đồng sunfat. ZN cộng CuSO4 tạo thành ZnSO4 cộng Cu. Như vậy, cái Cu này nó kết tủa xuống ở dạng rắn. Vậy thì chúng ta chỉ cần lọc bỏ cái kết tủa này đi. Vậy thì chúng ta thu được ZnSO4. Đúng không? Cả cái ZnSO4 cũ ban đầu và cả cái ZnSO4 mới chúng ta vừa tạo thành do cái phản ứng này nữa. Vậy chúng ta sẽ được với cái thể tích nhiều hơn. Ta chọn được đáp án là đáp án B. Bài tập số 3. Viết các phương trình hóa học: A. Điều chế CuSO4 từ Cu. B. Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO là MgCl3. Các cái hóa chất cần thiết coi như là có đủ. Thì muốn gì cũng có hết á. Câu A như sau, mình có hai cách luôn. Có hai cách để điều chế CuSO4. Một là kem cho đồng phản ứng với lại acid sulfuric đặc nóng thì nó sẽ tạo được CuSO4 này cộng với SO2 cộng với nước. Còn cách thứ hai á, từ đồng mình sẽ tạo đồng 2 oxit tức là CuO, sau đó mình cho đi qua cái dung dịch acid sulfuric loãng thì mình cũng thu được CuSO4. Với cái cách 1 á thì mình sử dụng cái acid này nó sẽ tốn kém hơn và nó cũng nguy hiểm hơn vì nó là dạng đặc nóng. Còn đối với cách thứ hai á, thì nó lại phải trải qua hai công đoạn. Một công đoạn là tạo đồng oxit, đồng 2 oxit. Sau đó từ đồng 2 oxit mình đem cộng với lại acid sulfuric loãng thì chúng ta cũng sẽ
cả hai cách cũng sẽ thu được một cái kết quả là tạo được COH4. Câu B, để điều chế MgCl2 từ magie thì mình một là mình cho cộng với axit, axit mà có gốc Cl, vậy mình cộng với HCl. Thì tại đây cô viết được phương trình là Mg cộng HCl tạo được MgCl2 cộng H2. Hoặc em cũng có thể sử dụng cái phương trình mà kim loại mà đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối á, thì cô sẽ chọn cái kim loại đồng là kim loại yếu hơn magie. Vậy cô lấy magie cộng với CuCl2 tạo được MgCl2 cộng Cu. Rồi tiếp tục là cách điều chế MgCl2 từ MgSO4. Các em thấy là gốc clo này, muối của clo này thì đa số là tan, ngoại trừ AgCl với PbCl2 ra thôi, còn hầu như các cái mối khác đều tan. Do đó, nếu mà tạo muối tan như vậy thì bắt buộc bên kia phải làm một cái muối kết tủa. Vậy thì cô sẽ chọn cái gốc gì để tạo kết tủa với SO4? Cô sẽ chọn bạc. À, cô xin lỗi, cô chọn bari. Sorry, chọn bari nha. Vậy mình có phương trình là MgSO4 cộng với lại BaCl2 tạo được MgCl2 cộng với BaSO4. BaSO4 là một cái chất kết tủa màu trắng. Vậy là chúng ta đảm bảo cho điều kiện của phản ứng xảy ra. Tiếp theo, điều chế MgCl2 từ MgO. Đơn giản, chúng ta cho cộng với axit. Oxit pha dơ cộng với axit thì tạo thành muối và nước. Cô viết MgO cộng với HCl tạo được MgCl2 cộng H2O. Rồi phản ứng điều chế cuối cùng, điều chế MgCl2 từ MgCO3 thì ở đây mình cũng đem cộng với axit và nó tạo được cái axit là H2CO3, là một axit rất là yếu. Là trong điều kiện thường thì nó bị phân hủy luôn, tạo thành CO2 và nước. Nên là sau phản ứng á, nếu mà kem viết sản phẩm khi mà mình tráo gốc qua lại á, mà viết được công thức H2CO3 á, thì đừng bao giờ để nguyên cái công thức H2CO3 mà kem xé nó ra thành CO2 và nước cho cô ha. MgCO3 cộng HCl tạo được MgCl2 cộng CO2 cộng nước. Nội dung bài tập số 4, hãy cho biết hiện tượng nào xảy ra khi cho A. Kẽm và dung dịch đồng sunfat. B. Đồng và dung dịch bạc nitrat. C. Kẽm và dung dịch magie clorua. D. Nhôm và dung dịch đồng clorua. Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có. Đã có hiện tượng là chắc chắn là có phản ứng rồi, nên là các em sẽ phải viết phương trình hóa học thôi nha. Đừng có hy vọng có cái phản ứng nào đấy không xảy ra ha. Rồi ở câu A, mình viết phương trình CuSO4 cộng kẽm này, đây kẽm là ZN, kêu là ZN, tạo thành ZnSO4 cộng Cu. Các em chỉ cần nhìn vào phương trình thôi, là các em sẽ suy luận ra được hiện tượng. Như cô đã nhấn mạnh rất nhiều lần á, cái muối của đồng á, nó có cái màu xanh lam rất là đẹp. Nó giống như đây nè, giống màu này nè, giống màu chữ. Màu xanh lam. Kẽm thì nó có màu sáng, kim loại nó màu sáng. Còn đồng á thì nó là màu nâu đỏ. Mà khi mà phản ứng diễn ra á, thì cái nồng độ của COH4 này nó sẽ bị giảm, tại vì nó bị phản ứng mà, đúng không? Vậy thì lúc này cái dung màu xanh của dung dịch đó nó sẽ bị nhạt dần. Còn đồng nó sinh ra có màu nâu đỏ, mà kẽm thì nó lại có màu ánh sáng, màu sáng, trắng sáng đó. Thì cái đồng sinh ra nó sẽ bám lên trên cái bề mặt kẽm này, vậy thì nó bọc lấy kẽm này. Vậy thì hiện tượng mình quan sát được là có chất rắn màu đỏ bám lên trên bề mặt kẽm và cái màu xanh của dung dịch nhạt dần. Ở khi chúng ta viết hiện tượng thì kem không có nên ghi là có đồng màu đỏ bám lên trên bề mặt kẽm rồi màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần. Khi mà mình viết cái hiện tượng xảy ra, mình chỉ ghi những cái mà mắt mình nhìn thấy thôi, đúng không? Sao kem nhìn vô kem biết nó là CuSO4, lỡ nó là CuCl2 thì sao? Bởi vì cái dung dịch muối đồng á, CuCl2 hoặc là CuSO4 á, vì nó có chứa ion đồng 2 cộng, cho nên là dung dịch của nó màu xanh hết. Nên kem nhìn bằng mắt, kem không biết được nó là CuSO4 hay là CuCl2 đâu. Nên khi viết hiện tượng thì kem chỉ có viết cho cô cái hiện tượng là thấy có chất rắn màu gì đó rồi bám lên trên bề mặt
Kẽm thì là do trên này đề bài cho mình nói là kẽm thì mình biết rồi. Rồi, màu xanh của dung dịch nhạt dần. Em hiểu thôi, các em không cần ghi là màu xanh của dung dịch nào nhạt dần. À, mình chỉ ghi những cái mắt mình nhìn thấy thôi. Câu B, đồng và dung dịch bạc nitrat. Vậy thì các em viết cho cô phương trình Cu cộng AgNO3 tạo được CuNO3 hai lần cộng bạc. Các em biết bạc này, nó trên cổ các em là đeo rất là nhiều dây chuyền bạc đúng không? Chắc trong lớp cũng phải được rất là nhiều người, nhiều em nữ đeo trang sức bằng bạc. Thì các em biết bạc là có màu màu trắng, đồng thì có màu nâu đỏ. Vậy thì khi mà phản ứng mà sinh ra bạc thì nó sẽ bám lên trên bề mặt đồng, đúng không? Vậy thì chúng ta nói là thấy xuất hiện chất rắn màu màu trắng bám lên trên bề mặt đồng, đúng không? Ở theo như suy luận thì đồng sẽ đẩy được bạc ra khỏi dung dịch muối, thì lúc này sẽ xuất hiện cái màu màu xanh lam, đúng không? Vì trước phản ứng không hề có muối đồng mà sau phản ứng lại có muối của đồng, mà muối của đồng màu gì? Màu xanh lam. Vậy chúng ta thấy dung dịch nó sẽ xuất hiện màu xanh lam. Đó là cái hiện tượng mình biết ra được. Câu C, giống như nhận định ban đầu của cô là không đúng ấy. Thật là may mắn khi mà câu C kẽm vào dung dịch magie clorua không có hiện tượng xảy ra, bởi vì không có phản ứng. Do magie là kim loại hoạt động mạnh hơn kẽm nên kẽm không thể đẩy magie ra khỏi dung dịch muối magie clorua được. Thôi chúng ta khỏi phải viết phương trình, thật là hạnh phúc. Câu D các em. Câu D, nhôm và dung dịch đồng clorua. Đồng. À, nhôm Al cộng với CuCl2 tạo thành AlCl3 cộng Cu. Và tương tự như cái kia cũng sinh ra chất rắn màu nâu đỏ bám lên trên bề mặt nhôm. Nhôm các em thấy rồi đó, nó có màu trắng sáng. Và bắt đầu cái dung dịch màu xanh nhạt dần là chính là dung dịch của CuCl2, dung dịch muối đồng, nên nó bị phản ứng nên nó nhạt đi. Bài tập số 5. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại đồng kẽm và dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. A. Viết phương trình hóa học. B. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng. Bây giờ mình cứ trước tiên mình hãy cứ đổi về số mol cho cô. Cô có số mol khí thu được đây là 2,24 lít, vậy thì mình đổi về bằng công thức N bằng V chia 22,4. V là 2,24 chia 22,4, nó lệch nhau một dấu phẩy em. Vậy thì nó bằng 0,1 mol. Viết phương trình hóa học thì cô có phương trình là ZN cộng H2SO4 loãng tạo thành ZnSO4 cộng H2. Đồng không có phản ứng với axit loãng. Đồng chỉ có phản ứng với axit đặc thôi. Cộng với lại H2SO4 đặc á, thì có xảy ra, nhưng mà không có phản ứng với lại axit loãng nhé. HCl cũng không có phản ứng luôn. Vậy thì lúc này theo giả thiết cô có 1 mol kẽm tạo được 1 mol hydro, mà cái số mol của hydro á theo như đề bài cho là 0,1 mol. Vậy cô bỏ lên phương trình luôn. Bởi vì cái lượng hydro này chỉ do một mình kẽm phản ứng với dung dịch axit thôi mới tạo được thôi, còn đồng nó vẫn còn y nguyên trong hỗn hợp. Vậy thì ở đây cô đặt cái số mol là 0,1 mol. 0,1 x 1 chia 1 bằng 0,1 mol. Vậy lúc này ta có được khối lượng kẽm còn lại sẽ là bằng số mol nhân với m lớn. Số mol 0,1, m lớn kẽm là 65, và chỗ này bằng 6,5 gam. Khi mà ta tính được cái khối lượng kẽm rồi, có khối lượng hỗn hợp hai kim loại rồi, vậy mình chỉ cần lấy cái khối lượng hỗn hợp trừ đi khối lượng thành phần ở đây là kẽm, thì chúng ta có được khối lượng của đồng là 10,5 trừ 6,5 bằng 4 gam. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái phần bài tập ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các em ở những cái video tiếp theo. Chúc các em học thật là tốt, thật là tiến bộ, có nhiều thành quả cao trong cái kỳ thi sắp tới. Bye bye. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng.
Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn dạy bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.